Thế là lần thứ mấy em chơi bộ cảnh rồi? Lần thứ hai ạ. Nhuộm này có cảm thấy sót không? Nó hơi hơi. Nó có sót một cái câu mà em chỉ xem anh là bạn thôi. Một chín một mười. Anh có người yêu chưa? Em chùa. Em nghĩ gì về anh? Chê ạ. Chê. Về nhan sắc của anh. Cũng tầm tạm 10. Trên thang 100. Cay tôi nhờ. Chịu đấy. Thế còn về gia tài của anh thì ra. Nghèo lắm. Tao giàu hay nghèo? Mày đúng thật, tao tóc nghèo thật. Màu của em sắp được rồi đấy. Ừ, thấy người ta ăn bánh không bóc rồi người ta ăn. Và sao ế không có người yêu. Anh không có người yêu á, nhưng mà anh có vợ rồi, chính em mới là người ế đấy. Được rồi, đi xả tóc đi, không phải buồn đâu. Ok anh, hẹn gặp anh ở một thế giới khác.